lúa sạch mà. Trời ơi quá trời tôm mình. Chị lụa lắm á. Tại cái này là của ở ngoài ngoài ấy em hay gì, ngoài cái gì đó. Quá trời luôn nè. Ngoài vô của em á hả? Đây nè, còn cái này em mua là vô. Trời ơi mua chi, chị nói ở nhà cho vuông có gì đem ra ăn cái đó đi. Rồi ông đó nè. Trời ơi ngon quá nè. Trời ơi cái này đã rồi nha, này đã nha. Cái này nướng ăn cũng đã cho lắm nè. Tính bỏ vô lẩu cho chị. Trời ơi chị với người này kia ăn chứ mình chị ăn rồi chứ chắc vậy. Mình chị ăn chắc mấy đứa này nó đập chị chắc chết à. Một mình chị mà em cho một mình chị mà đập chị khỏi đi đâu luôn à. Đầu tiên về bà về thăm tụ bạn bè nha. Ăn quá khá luôn rồi. Ê ốc nãy giờ mày không làm mày để cho nó bò đi học. Nãy giờ mày làm đi đây cái năng là đau năng nha. Đó, tôm luôn. Đây là cua luộc nhiều quá chị ăn xong hết thằng Hồng em cũng uống con mẹ nhắc cho mấy ngày này lòng thòng như nghe cái gì đó là bảy giờ đang quay ra.